vì sao dự án siêu đại bác của Saddam Hussein không thành? quý vị và các bạn thân mến theo BBC tại bảo tàng vũ khí hoàng gia Anh Fort Nelson hiện đang trưng bày hai ống sắt khổng lồ tăng tích của khẩu siêu đại bác mang tên Big Babylon được chế tạo theo lệnh của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein để biến quốc gia này thành siêu cường vũ khí nhưng cuối cùng tham vọng trên đã bị bỏ dở Big Babylon được xem là siêu đại bác chưa từng có trong lịch sử nhân loại của chuyên gia vũ khí người Canada Dragat Pool phát minh. pit Babylon có thể bắn được cả vệ tinh vào quỹ đạo trái đất nhờ nồng dài tới 156 mét chôn chìm trong lòng núi. Với dự án siêu đại bác pit Babylon, cựu tổng thống Saddam Hussein muốn Iraq đi đầu trong lĩnh vực công nghệ quân sự thuộc thế giới Ả Rập. Đáng tiếc, dự án công thành không ai có quyền thực hiện tiếp bởi chế độ Saddam Hussein đã bị Mỹ lật đổ. Số phận của Saddam Hussein mang theo cả pit Babylon đi xuống địa ngục nên những bí mật quân sự đến nay vẫn được giữ kín. Theo BBC, khi Saddam Hussein có ý định cải tiến hệ thống vũ khí quốc gia, người đầu tiên được trọng dụng là Gerard Bull, người Mỹ gốc Canada. Sinh năm 1928, chuyên gia chế tạo máy móc, đặc biệt là lĩnh vực vũ khí khí tài, là con người vốn thông minh lại mạo hiểm. Gerard Bull rất đam mê nghiên cứu vũ khí, nhất là các loại pháo. Những năm 60 của thế kỷ trước, Gerald Poon đã đề xuất chế tạo loại pháo có thể phóng vệ tinh, dự án được cả Mỹ lẫn Canada quan tâm. Ban đầu thiết kế của Gerald Poon đã được sử dụng nhưng chính quyền lại không mặn mà, chỉ tài trợ cho dự án sản xuất, súng ống phục vụ, chiến tranh, còn súng phóng vệ tinh lại ít được quan tâm. Năm 1961, Poon bắt tay thực hiện dự án có tên Huck dự án nghiên cứu sản xuất vũ khí ở độ cao, liên doanh giữa chính phủ Mỹ và Canada. Trong dự án này, Bull và các đồng nghiệp đã tiến hành nâng cấp các loại súng cũ của hải quân Mỹ để bắn các thiết bị thăm dò khí hậu hai chiều vào quỹ đạo. Năm 1967, dự án tạm thời giảm tiến độ do thiếu tiền, do bất đồng và do thời gian này Mỹ phải đương đầu với chiến tranh Việt Nam. Sau khi dự án ngừng, Geron Boone đã đưa ra ý tưởng chế tạo siêu đại bác để phóng vệ tinh vào không gian, thay cho việc dùng hỏa tiện để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là nhiên liệu. Các loại súng của Gerard Boone có thể bắn xa tới 2 km bằng nhiên liệu khí ga. Dự án HARB đã gặp trở ngại ngay từ đầu thập niên 70 do chi phí do chính phủ tờ ơ với siêu đề bác nên dự án phát triển rất chậm. Tuy nhiên, gây vẫn còn nản chí. Ông đã thành lập công ty cổ phần nghiên cứu vũ trụ QPS SRCQ để sản xuất vũ khí bán cho chính phủ Nam Phi. Theo tờ New York Times, năm 1976, Karambul bị bắt tội vì tội danh vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Nam Phi bị Tòa án Mỹ tuyên phạt 6 tháng tù giam sa tù, buồn tiếp tục duy trì giao thương với Nam Phi và lần này bị phạt 55.000 đô la Mỹ chán với sự can thiệp quá nhiều của chính phủ Canada và Mỹ trong công việc của mình, ông đã chuyển đến Brussels, Bỉ và hoạt động thông qua một công ty của châu Âu để tiếp tục nuôi tham vọng chế tạo siêu đại bác. Năm 1981, chính phủ Iraq đã chủ động liên lạc với Bull và yêu cầu ông hợp tác thiết kế pháo binh cho Iraq, phục vụ cho cuộc chiến chống Iran. Lúc này, Saddam Hussein đang giữ chức bộ trưởng quốc phòng, nên Bull đã được Saddam Hussein tiến cử. Cũng phải nói thêm rằng giai đoạn này, Iraq chẳng ưa Mỹ lẫn phương Tây, nên hai con người này đã trở thành cặp bài trùng ăn ý. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí BA System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BA System, Nick Clover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng